Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Em là Tuấn Anh, đến từ Auto88, có địa chỉ tại số 50 Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay bên em, cửa hàng bên em lại mua về được một chiếc xe Mazda CX-5. Phải nói là nó mới 100% luôn quý anh chị ạ. Nó đẹp toàn diện luôn. Cụ thể nó đẹp như thế nào thì em mời quý anh chị cùng em lại gần để được cùng đánh giá và chiêm ngưỡng chiếc xe này nhé. Dạ vâng. Camera lại gần giúp em một tí ạ. Đầu tiên ấy, thì ở phần đầu xe em xin giới thiệu đây là form mới, form 2024. Chiếc xe này là có một chút thay đổi về cái phần thiết kế, là cái phần đèn LED định vị ban ngày ở đây ấy, đã không còn nữa rồi. Đã được cho lên phía trên này thành cái hình móc câu, và đây sẽ là đèn LED định vị ban ngày và cụm đèn nó mới hơn, trông nó có phần là đẹp hơn và sang trọng hơn rất là nhiều. Phần mặt ca lăng cũng thế. Mặt ca lăng lưới tản nhiệt ngày xưa ấy, dạng lưới ngày xưa ấy, thì bây giờ đã được đổi thành đây là hình gì nhỉ? Thành cái hình một cái cụm được sơn mạ bóng lên, trông nó sẽ có phần trông nó sẽ sang trọng hơn rất là nhiều. Và có một cái điểm hay nữa là trên phiên bản Luxury ngày xưa ấy thì chúng ta không có ADAS, không có logo 3D, nhưng mà phiên bản Luxury bây giờ đã được trang bị gói an toàn ADAS trong ở đây rồi. Nó sẽ bao gồm các tính năng như là Adaptive Cruise Control, bám đuổi với xe về trước này, giữ làn tự động này, giữ vô lăng tự động các thứ đấy, vân 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 vân, rất là nhiều. Anh chị có thể thấy là 100% chiếc xe này không có sơn lại, bởi vì chủ cũ ấy họ đã dán cái miếng PPF vào đây này. Anh chị có thể thấy giúp em này. Đấy, lại gần này. Anh chị có thể thấy là cái miếng ni lông em bóc lên đây không? Đấy, chính là PPF chống xước, nó là ni lông trắng. Chủ cũ họ dán kín xung quanh xe luôn, và dán cả đề can đen ở chân trần xe, nóc xe này, dán cả gương xe luôn. Họ giữ gìn quá luôn ạ. Vâng. Tiếp theo này, sang tới cái phần mâm xe đi. Ở phần mâm xe này ấy, thì xe mới chạy được có 10.000 km thôi. Thành ra là nhá, anh chị tự tin giúp em, mình đi thoải mái 5 vạn nữa, 4-5 vạn nữa mình mới phải thay cái lốp này nhá. Và cái dàn chân Toyo full theo xe luôn. Xe full lịch sử bảo dưỡng hãng luôn ạ. La răng ấy thì đã được la răng đổi sang thành hình dạng cánh sen rồi. Trông nó có phần phay, nó phần sang trọng và đẹp hơn rất nhiều, với hai tông màu là ghi bạc và cái phần sơn đen ở trong này. Đó. À, sang bên này đi. Chúng ta có cái đăng kiểm. Đăng kiểm là cái chúng ta cần xem. Xe mới bây giờ đăng kiểm là được 3 năm. Chiếc xe này đăng kiểm còn hạn đến tới tháng 11 năm 2026, tức là tháng 11 năm 2023 chiếc xe mới đăng kiểm. Rất mới luôn ạ, cuối năm 2023. Đó, đây tay nắm cửa này. Tay nắm cửa này. Không có dấu hiệu sơn lại luôn anh chị ạ, không có dấu hiệu sơn lại khu vực cánh cửa này. Và họ còn dán cả cái không phải PPF mà đây là đề can thôi, đề can đen chống xước. Rất là kỹ tính luôn ạ. Đây. Đèn hậu. Cụm đèn hậu thì đã được trang bị thành full LED hết rồi, và cái đèn lùi được nhấc từ này thì em gần như em muốn review nhiều hơn thay vì là mình cứ giới thiệu những chi tiết của xe, vì nó không có lỗi gì để mà tả thì không biết phải tả cái gì nữa. Đấy, anh chị xem bọn em cái phần ốp ở cốp này. Đấy, nó mới không, bóng nhẫy luôn này, nhũ này. Lại gần giúp em, camera quay gần giúp em tí. Đấy, dí sát đây giúp em. Đấy, anh chị thấy là ốc mới không? Đấy, keo mỡ của ốc vẫn còn nguyên này. Rồi bên này cũng thế này, ốc cabo có mới không? À, ốc cốp em nhập, ốc cốp có mới không? Rồi, với cái khoang thể tích cốp lên tới 510 lít thì anh chị để thoải mái cho em 3-4 cái vali luôn, 4-5 cái vali luôn ấy, để đi du lịch các thứ. À đây, xuống dưới này chúng ta xem nào. Lốp dự phòng đây. Sơ cua 100% chưa hạ anh chị nhá. Anh chị nhìn này, gai này còn mới nguyên này, không có vết bẩn luôn này. Sơ cua 100% chưa hạ luôn. Đấy, xung quanh này không có dấu hiệu là bong chóc sơn luôn này. Đẹp nguyên nữa, kích kiết chúng ta ở dưới này hết rồi. Rồi. Ok. Đặt cái này lại nào. Rồi, đóng cái cốp này xuống. Em mời quý anh chị giúp em đi vào trong cái phần khoang nội thất của xe nào. Wow, một chiếc xe mà chưa có spa gì cả mà vào cái khoang nội thất nó mới như thế này thì phải nói thật sự luôn là không có điểm gì để chúng ta phải chê nữa cả. Đây sẽ là cái chìa khóa của CX-5 thế hệ mới. Xe được trang bị hộp số tự động 6 cấp. Đó, chìa lái thể thao có này. 6 cấp độ hộp số 2, hộp số tự động 6 cấp này, động cơ 2.0 này thì sẽ là 154 mã lực. Đấy. Phanh tay điện tử này. Rồi auto hold có hết này. Rồi.
chúng ta sẽ có điều hòa tự động 2 vòng độc lập này, và sẽ có cửa gió điều hòa phía sau, gương chiếu sáng tự động có này. Không, à bị cắt mất cửa sổ trời rồi. Phiên bản luxury ngày xưa thì có cửa sổ trời, nhưng mà tuy nhiên bây giờ đã bị cắt rồi. Đấy, đèn chỗ này, đèn đọc sách này đã được chuyển thành đèn full LED hết rồi. Trên này chúng ta sẽ có để soi gương, để trang điểm các thứ. Ok ạ. À, đây, quay giúp em lại gần cái vô lăng một tí này. Ở phần vô lăng này chúng ta sẽ có cái tính năng ADAS ở trong xe, chính là bám đuổi tự động với xe phía trước, giữ vô lăng này, cruise control các thứ này. Đó, gạt mưa tự động có rồi nhá. Đèn tự động cũng có rồi. Ok. Chúng ta sang hàng ghế thứ hai đi. Sang ghế thứ hai. Ở hàng ghế thứ hai nhá, có một cái điểm rất là, mà phải nói luôn là không phải điểm trừ, nhưng mà cũng là cái mà anh chị nên chú ý, là dẫn động cầu của CX-5 làm cho cái khu vực ở người ngồi giữa này bị lồi lên này. Thành ra người ngồi giữa cảm giác nó sẽ hơi bị gò bó cái phần chân một tí. Tuy nhiên hai người ngồi hai bên này chúng ta thoải mái khi mà đầu gối cách ở phía trước cả gần gang tay như thế này. Ok, rồi đi tiếp theo sang tới phần khoang động cơ của xe. Em sẽ quay chi tiết cái phần khoang động cơ của xe. Nó là trái tim, nó là cái mà quyết định lên tới 90% khi mà chúng ta có nên mua một chiếc xe cũ hay không, trên thị trường hay không. Wow, rất là nhẹ tay. Đấy, đấy là cái đầu tiên em thấy, đó là khi mà lên phiên bản form mới này chúng ta đã được trang bị cái ti thủy lực ở đây rồi. Đấy. Camera giúp em quay cho em nè, cho em xem nào. Đây, em sẽ mở cái khoang mặt máy lên, giúp em quay cái phần ốc mặt máy này. Có đẹp không ạ? Không có dấu hiệu vặn ra luôn này. Rồi thì ốc chân máy cũng thế này. Ốc chân máy cũng rất là đẹp luôn. Đó. Đây, ốc cabo này. Quá mới luôn ạ. Cabo không có dấu hiệu gò nắn gì cả luôn nhé. Keo chỉ mới tinh luôn này. Keo chỉ là thứ mới tinh luôn. Đấy. Rồi thì quay cho em cái phần dàn đầu xe đi. Ốc đầu xe đi. Đấy. Quá mới đúng không ạ? Đấy. Đây, sang tới cái phần tai xe, ốc tai xe này. Một chiếc xe đẹp 100%. 100% ở đây là gì? Là không có sơn lại. Đấy, không có va chạm. Và gần như là tuyệt đối về cả hồ sơ pháp lý thủ tục. Xe bên em hồ sơ đã cầm tay hết rồi. Hồ sơ bên em đã cầm tay hết rồi. Đấy. Em sẽ đóng cái này vào. Hồ sơ cầm tay rồi. Anh chị sang tên chỉ mất có 24 tiếng thôi, trong ngày là sang tên xong. Đó, đối một chiếc xe mà đẹp toàn diện 100% như này thì giá cả sẽ là điều tiên quyết. Em Tuấn Anh xin phép báo giá chiếc xe Mazda CX-5 sản xuất 2023 có nước sơn là màu trắng. Đây là phiên bản 2.0 luxury. Chiếc xe lăn bánh mới chỉ có 10.000 km thôi và 100% là đẹp anh chị nhá. Vâng. Bên em chào bán chiếc xe với mức giá đó là 810 triệu. Và giá bên em vẫn còn thương lượng thêm. Mấy anh chị có nhu cầu quan tâm liên hệ với em qua số hotline 0916 789 786 để em được phục vụ và hỗ trợ quý anh chị các bác sớm nhất có thể ạ. Vâng. Hẹn quý anh chị và các bác ở video tiếp theo của em Tuấn Anh. Em xin chào quý anh chị ạ.